Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay lần thứ 572, chương trình theo dấu chân thầy lần thứ 111, căn cứ lực tín ngưỡng tôn giáo ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho phép về việc giảng đạo, truyền đạo tại nơi cơ sở làm việc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Căn cứ hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương được sự thống nhất của chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên, cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo tổ chức thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hiểu biết, tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật nhà nước. Được sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Quỳnh Văn Đực đảm trách.
Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Về đại diện phía Trung ương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Đực là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý Trung ương. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự xã An Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Trọng Tính là phó trưởng ban tổ chức chương trình, cũng là đại diện cho các mạnh thường quân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị quan khách, ông bà, cô bác, anh chị em đồng đạo gần xa đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo khai mạc. Vậy chúng tôi xin kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính thôi, kính lễ Đức Thầy, kính thôi. Dạ thưa xong, mời quý vị an tọa tại chỗ để chuẩn bị vào chương trình thuyết giảng. Tiếp theo chương trình là đến phần đọc diễn văn khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình lên diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chánh quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã nói lên tiếng nói đậm nét vị nhân sanh, vừa là triết thuyết học Phật tu nhân mà Đức Giáo Chủ đã rút tỉa từ Tinh Hoa Tam Giáo, Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, và áp dụng nền tảng thuần phong mỹ tục của dân tộc, chế tác thành kho giáo lý đặc thù. Ngài xây dựng một phương thức hành đạo vừa hợp với căn cơ chúng sanh thời hiện tại, mang tiêu chí cơ bản. Muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần, với một nền giáo lý học Phật tu nhân phát huy đầy đủ giá trị đạo đức tinh hoa văn hóa dân tộc, chẳng những đem lại lợi ích cho đồng đạo mà còn đem lại những lợi ích lớn lao cho cộng đồng xã hội. Do đó, việc phổ truyền giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ là điều không thể thiếu. Công việc hoằng pháp lợi sinh là sứ mạng thiêng liêng, bởi vì trong Tam Bảo, pháp bảo được liệt vào hàng thứ hai tối quan trọng sau Phật Bảo. Pháp có được phổ truyền thì nền đạo mới tồn tại và phát triển. Để thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Hôm nay được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và chánh quyền địa phương cho phép, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo hân hoan tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý ngày 22 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng 11 Nhâm Dần, do giáo lý viên Quỳnh Văn Đực thuyết giảng đề tài Tìm hiểu ý nghĩa hai câu trong bài
thức tỉnh một nữ tín đồ Bạc Liêu. Quy y thì khá làm ý, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Chúng tôi mong rằng buổi thuyết giảng hôm nay, nguồn suối pháp của Đức Thầy sẽ thấm nhuần vào lòng của đồng đạo, để mỗi người nhận ra con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm chân tánh của mình, và những bước tu hành trên đường giải thoát cho thân tâm. Kính chúc quý vị đại diện các cấp chính quyền và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 572, chương trình Theo dấu chân Thầy lần thứ 111, tại địa điểm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Phạm Văn Hải đã đọc lại bài diễn văn khai mạc. Vậy để tiếp theo chương trình đến phần đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Giang, là trị sự viên, cũng là thành viên của ban tổ chức, lên diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa, tức sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cử quan tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp, trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển, kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm quyền thánh. Lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dấn, cũng điều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chứ bao liệm. Những kiếp gần đấy may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhường ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm vì nỗi cảnh vất phá gia vong, mái quyền cớ đã định, lòng thương trăm họ, dướng cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê độ, mà chẳng hoàn thân giúp thế, cứu dân vong thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đã thấu tỏ, sớm chiều hầu chớn Phật nghe kinh. Ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muốn ngài vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị, hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi xuống chốn hồng trần, đứng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tái họa, Phật chương đã chỉ rõ, mái diễu quyền chuyển lập hồi long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xưng vị xưng ngôi. Người đủ các thiện căn,
để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định gặp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ quân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp họa. Lực trời đã chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế, hướng thiện hoài đầu, cải tà quỷ chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm mộng, kiến diện bậc chân sư, tu hành máu đắc quả. Sao làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trắng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào, thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế, lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày đã trợ thế. Nên phương pháp của ta, tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nổi Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gãy gốc thuyện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lý dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tái. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điển, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tịnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lãng xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào hoạn sát thân kiếp chót này đấy, há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ, năm 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Trần Văn Giang đã đọc lại bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Và để tiếp theo chương trình đến phần đọc một đoạn thi văn giáo lý của Đức Thầy. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Hằng là đọc giảng viên đến để lên để diễn ngâm một đoạn trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ. Xin trân trọng kính mời đọc giảng viên. Nam mô A Di Đà Phật. Trót đà quy y giữa Phật đài,
nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc quê soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tình trì tâm trong quỷ tà. Dòi gót theo thầy nương Phật cạnh vui vậy, xem hồi hồi long hoa, long hoa tiên Phật đau ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mày mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn đê hà, lòng thầy chua xót, ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới nào. Kim Huệ dứt xong rồi quả bao, lo vì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đó đen là chỗ nhuốc nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ. Sự nghiệp hết, gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bác chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mùa tàu bắn tầng, thân trí cực nợ lần khân chẳng dứt, chi cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn đọc giảng viên Phạm Thị Hằng đã diễn ngâm lại một đoạn thi văn giáo lý của Đức Thầy. Và tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Văn Đực, là giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, lên để trao đổi tìm hiểu ý nghĩa hai câu trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ: quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Vậy xin trân trọng kính mời giáo lý viên.
Nhận thấy giáo lý viên kính lễ Đức Thầy và quay ra chào quý đồng đạo, xin một tràng pháo tay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại diện cho các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, và kính thưa các vị là trị sự viên, thành viên của các ban trị sự xã phường thị trấn, và kính thưa các vị trong ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý đêm nay, và kính thưa các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân đại diện cho các phái đoàn, cùng tất cả quý cô bác anh chị em đồng đạo gần xa về đây tham dự của chương trình cúng lại niệm Phật, và đồng thời đêm nay ủng hộ cho chương trình thuyết giảng giáo lý của Đức Thầy. Vậy đứng trước cái đạo tình nồng hậu, tấm thạnh tình chiếu cố của quý vị, lời nói đầu tiên chúng tôi xin chân thành kính đến quý vị lời chào mừng và sự tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì thưa tất cả quý vị, quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Với cái hai câu này là hai câu kết của bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ Bạc Liêu. Đức Thầy mượn một tín đồ ở Bạc Liêu, Đức Thầy viết là có bốn thể thơ là Thất Ngôn Tứ Cú là 20 câu, với biến thể là 10 câu sau là Văn Lục Bát, là hai câu sau là quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Vậy thì bây giờ mình làm y như thế nào đây? Vậy thì ở đây nó có mấy cái nội dung. Cái điều thứ nhất đó, trước tiên là mình đặt một cái câu hỏi, coi vậy thì mình quy y dưới ai, để làm gì? Bây giờ đặt lên câu hỏi này không là thấy cô bác anh chị em mình thấy nó có một cái vấn đề đó. Vì mình phải biết mình quy y dưới ai để làm gì. Chứ hồi đó tới giờ nhiều khi mình nói mình quy y vậy đó, chứ mình nhiều khi có ai hỏi bất tử cái mình nói vậy ông quy y dưới ai để làm gì vậy, ngồi hoài làm thinh chứ không biết nói làm sao. Phải không? Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, tại sao Đức Thầy phải áp dụng cái chữ quy y mở đầu cho quy y thì khá làm y? Vậy thì cái chữ quy y này nó nằm ở đâu mà Đức Thầy đưa vô đây để làm cái gì? Vì đoạn thứ ba đó, Đức Thầy giải thích cái chữ quy y mà làm y theo lời dạy trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Đó là ba vấn đề. Và sau khi mà chúng ta đã biết được Đức Thầy đã giải thích chữ quy y, vậy thì chúng ta phải làm sao cho nó y đó. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Bộ cái lòng mình bộ nó xáo trộn dữ lắm hay sao, cái tâm mình bộ nó nghiêng ngã, nó tùm lum tùm la sao mà Đức Thầy nó nói là giữ lòng thanh tịnh mới từ bi giúp đời. Bởi vì cái lòng mình nó xáo trộn mà, tức là không có từ bi, mà từ bi là Phật tánh. Mà trong lòng mình nó xáo trộn thì làm sao có Phật tánh, mà không có Phật tánh này làm sao mà làm việc để giúp ích cho đời. Cũng như cái chương trình hôm nay là nhờ các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân đồng đạo chúng ta, là cái tâm mình nó an lạc được, giàu nhiều hết có an lạc, mình mới bỏ công việc riêng cá nhân mình suốt mười mấy năm qua không chểnh mãn. Tức là rõ ràng là mình đã thực hiện được cái này, là thể hiện với Phật tánh của mình đó. Muốn thể hiện được Phật tánh của mình thì chúng ta phải làm gì? Đó là cái nội dung của vấn đề mà tôi trao đổi cùng quý vị. Thì để trở lại cái vấn đề đầu tiên, để đáp lại có ai hỏi mình vậy em quy y với ai để làm gì, thì mình trả lời được ngay à. Bởi vì con người sống ở trong đời này đó, là muốn thoát khỏi ba con đường khổ là chúng ta phải quy y Tam Bảo thôi quý vị. Quy y Phật là không đọa vào địa ngục, quy y Pháp là không đọa vào súc sanh, quy y Tăng không đọa vào ngạ quỷ. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mình nói riêng cái người tín đồ mình thôi, mà nghe lời Thầy mình quy y đó Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì nó có ba phần, nhưng mà chúng tôi chỉ nói hai phần thôi, là
Tam bảo trụ trì ở thế gian và tự tánh Tam bảo, hai vấn đề. Tức là mình đang quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi ta bà, quy y với Đức Thầy mình là Phật Bảo mười phương chư Phật Pháp đó, là các pháp chân chánh đó là quy pháp tăng, là các vị tu hành chân chính, có các ông ấy có dạy những điều chánh lý ta phải nghe lời, hay là các chư tăng chẳng ai lạ hơn là những đại đệ tử của Đức Phật. Bởi vì các chư tăng đó, đang đem nền đạo cả ban bố khắp trần thế, vậy thì chúng ta đã hiện nay đang quy y, mình đọc bài quy y Nam Mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, mười phương chư Tăng. Chỉ có chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta làm theo Tam Bảo thì mới chúng ta không đọa vào ba đường ác. Chứ thật ra cái người sống trong cõi Ta Bà này mà không quy y với Tam Bảo, thật như quý vị Đức Phật Thích Ca Ngài nói, có xác thân này chết đi đầu thai lại làm người, nó ít như là đất dính ở trong móng tay vậy đó. Còn những người không quy y Tam Bảo, không biết tu, không biết làm việc thiện, việc nghĩa nữa, thì chết đi không có cái thân thứ hai, nhiều như đất đại địa. Vậy thì nhờ chúng ta quy y Tam Bảo cho nên chúng ta mới thoát, là không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nên Đức Thầy mới bảo mình là quy y. Đó. Và quy y tự tánh Tam Bảo là gì? Bởi vì Phật là giác ngộ, Pháp là chân chánh, Tăng là thanh tịnh. Vậy thì trong lòng con người của mình đó, có giác ngộ là Phật đó, có làm những việc chân chánh đó là Pháp, có thanh tịnh thì gọi là Tăng đó. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo, tất cả chúng ta ngồi hết ở đây, có ai mà trực tiếp quy y với Đức Phật với Đức Thầy không? Chúng ai không có, phải không? Nhưng mà xem kệ này tu tỉnh tại nhà, hàng ngày mình đọc bài quy y, tức là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo nương nhờ đồng đạo giúp cho mình phát nguyện quy y, chẳng hạn như chú Hai hay tất cả đồng đạo mình có thể giúp cho người khác làm lễ quy rất nhiều, phải không? Hay là đến ông ban trị sự để mình cầu nguyện làm lễ quy y. Nhưng mà mình làm việc quy y như vậy đó, ông Phật biết không? Thưa cô bác anh chị em, biết. Tại vì có ông người thừa, ông này là cái người tức là ở vùng An Phú, vào khoảng cái tháng 10 đó, lúc Đức Thầy chưa vắng mặt, ông xem giáo lý, bắt đầu ông tự ông làm lên ba ngôi thờ, cái ông làm lễ quy y. Rồi ông, bữa nọ có một đồng đạo xuống giếng thầy ở tổ đình, vì sợ thầy không có chứng minh được, bởi vì đâu trực tiếp quy y với thầy, cho nên mới nói nhờ ông xuống hỏi thầy coi, tôi quy y rồi như vậy mà thầy có chứng minh cho tôi chưa. Nhưng mà ngặt nở ông này ông xuống giếng thầy, ta đến quy y trị bệnh đông quá, cái ông quên hỏi thầy. Chừng nào ra về thầy nói ông Ngừ ở nhà đó dặn ông hỏi cái gì, ông có nhớ không? Ông trực nhớ lại. Đức Thầy nói tiếp, bởi vì cái bữa đó ông Ngừ đã quy y, tôi cảm ứng chứng minh cho ông rồi, người tu quy y chỉ một lần thôi. Do vậy thì mình hằng ngày mình quy y là Đức Thầy Đức Phật đã thọ ký cho mình rồi, có bác anh chị em. Cho nên nó người quy y không đọa vào địa ngục là phải giác ngộ học theo hạnh Phật, bằng muội mê súc vật trần gian, được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng, chát phiền não là hàng địa ngục. Như vậy người tu mình theo Phật, Phật đâu có phiền não, đâu có giận hờn, phải không? Đâu có ganh tị, đâu có tranh đua, đâu có hơn thua, đâu có phải quấy thành ra. Phật là từ bi. Vậy thì chúng ta làm được cái hạnh này là không có đọa. Rồi làm việc chánh ấy là pháp dạy, theo bàn môn ấy là tà, đạo vô vi thiệt nẻo cao xa, hữu vi ấy sanh ra dấu giả. Tức là làm việc chân chánh, nói pháp chân chánh, ý tưởng chân chánh, thì chúng ta đâu có đọa vào cái loài ngạ quỷ. Mà cô bác anh chị em biết ông Phật, ông tu cái pháp nào ông thành Phật không? Phật ông tu cái pháp chân chánh ông thành Phật, chứ ông đâu có tu cái pháp nào đâu, phải không? Làm gian ác là quỷ là ma, mà làm chân chánh là tiếng là Phật. Chứ đâu có gì mình làm chân chánh mà tiên Phật đâu có bị đọa vào ngã quỷ. Đó. Và tánh thường chân ấy gọi là tăng, lòng thanh tịnh mới rằng tu niệm. Còn mê muội chưa tường lý nhiệm, lóng sạch lòng thúc liễm tu hành. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng trở về tâm mình, rội rửa tâm mình để không phạm vào những cái điều ác. Tư duy suy nghĩ những điều chân thiện. Như gọi là tăng vậy thì trong lòng mình là có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng mà tại vì mình bị mê nhiễm,
cho nên Phật Pháp Tăng bị ngủ quên đó. Như vậy thì chúng ta đã biết được cái chỗ mà Đức Thầy đưa vào bảo mình phải quy y. Quy y nên chúng ta không đọa vào ba cái đường ác. Vậy chúng ta thêm một bước nữa. Tại vì sao Đức Thầy dùng hai chữ quy y cho mở đầu là quy y thì khá làm y? Vì cái chữ quy y này cái nghĩa nó ở nằm ở đâu? Mà tại sao Đức Thầy lại để ngay chỗ này? Bởi cái chữ quy y nó nằm một trong sáu nghĩa của chữ Nam Mô. Bây giờ Nam Mô vậy là Phật cũng Nam Mô, phải không cô bác anh chị em? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật cũng Nam Mô. Rồi mình đọc những cái bài cúng nguyện của mình là cũng Nam Mô. Vậy thì chữ Nam Mô nó gồm có cả sáu nghĩa: quy y đó, rồi quy y và quy mạng là cung kính, cứu ngã, độ ngã và đảnh lễ. Đó là Đức Thầy đưa vô cái chỗ này, là Đức Thầy lâm phàm xuống đây để cho những người con đó xa quê hương, xa xứ sở, xa nhà, đi mà không biết đường về, thà chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi, là chúng ta đã chọn lựa con đường về mà do Đức Phật, Đức Thầy, cho nên chúng ta phải đã quy y và nương tựa cung kính thực hành theo lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Thầy và cũng chư vị Bồ Tát để nương tựa mà tu hành, đã cung kính lễ bái hàng ngày để được sự tiếp độ của các ngài đấy, để trở về với gốc lành cội cũ là cái nhà thiệt của mình. Thường mình coi bác anh chị em mình ở đây đó, mình nói cái quê hương này là nhà của mình, phải không? Nhà của mình, xe của mình, ruộng đất của mình, con của mình, cháu của mình, chồng mình, vợ mình, tất cả đều là mình. Nhưng mà thật ra đó, đây là cái nhà giả, không có thật. Vì cái nhà thật mình ở đâu mà Đức Thầy mới đem chữ quy y này nè, mình mới nương tựa, mình mới thực hành lời dạy của Phật Pháp Tăng, mình mới trở về cái ngôi nhà thật của mình. Ngôi nhà thật của mình ở đâu quý vị? Cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần, là nhà thiệt của mình ở trên Ngọc Đế đó, trên kia đó. Mà tại vì mình đi xuống đây rồi mình lạc đường, rồi mình ở luôn cho tới bây giờ đó. Cô bác anh chị em ở chỗ này phải không? Mình phải đi lạc đường không à? Ai nói cái nhà này nhà thiệt của mình đâu? Đâu có nhà thiệt, không có nhà thiệt. Quê hương này không thiệt của mình. Quý vị biết không? Đức Thầy chúng ta với lòng từ bi thương xót mình, ngài nhìn thấy mình bị lạc đường, không có biết đường về nhà, cho nên ngài mới lâm phàm xuống đây mà nhìn thấy rằng xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp, chuyển luôn trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột, nên ngài xuống đây mới dẫn đường chỉ nẻo cho mình tìm cực lạc. Đây rành đường ngõ hải mau mau tu tỉnh mấy màu. Quý đồng đạo mình không biết có xem hay không, ông hai có xem không biết, chứ cái quyển mà Ngọc Lộ Kim Bàn Diêu Trì Thánh Mẫu đó là nói cái nhà của mình, mà nói tại sao mình mắc kẹt ở đây về không được. Ngày xưa cõi Ta Bà mình với cõi thượng giới nó gần nhau lắm, đi bộ còn tới nữa. Cho nên mình nhìn xuống mình thấy cõi Ta Bà này nó đẹp quá, nó bắt mắt quá, nhiều việc đủ thứ trơn. Cho nên một góp xin với Ngọc Đế đi xuống, rồi thấy xem rồi cứ đi về, rồi mới thông tin với nhau. Một tốp người khác đó, là chính mình đó, là xin và xin Ngọc Đế cho con xuống cõi trần này, con xem cảnh ở dưới này. Nhưng mà Ngọc Đế ngài biết, nói các con xuống xem rồi về, đừng có dùng thử cái gì ở dưới này nha. Nếu mà dùng thử rồi ở dưới này đó, nó có cái sợi dây nó trói các con là về không có được. Nhưng mà ở trong là Ngọc Đế nói là vậy, là ông cha lành nói vậy mà mình đâu có nghe. Mình nói ông lo xa quá, xuống đây tôi về chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà thật sự xuống đây nó có bốn sợi dây nó trói mình, không biết quý vị có biết không ha. Bốn sợi dây đó là do ông Cù Tán Đỡm ông tạo ra: tửu, sắc, tài, khí. Bốn này là bốn món này là bốn cái sợi dây mà nếu mình nếm vô rồi là nó trói cứng ngắc luôn, là tới bây giờ mình về không được, mình còn ở đây nè. Xuống ở dưới này thì ổng chế ra rượu thì uống cay cay á. Mình ở trên Thượng Đế cũng có rượu, mà trển thì rượu thánh trà tiên, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chú hiền tao chung. Uống trển thì có sao, rồi xuống rượu này nó có cái mùi cũng giống giống ở trển vậy. Nhưng mà giặt gì rượu của phàm mình uống vô rồi một cái là nó mất khục giống trí tuệ, sống trong màn vô minh không à.
Thành ra đâu có biết đường về, đi tới đường về còn không biết đường, đi lạc đường luôn. Đó. Rồi sắc á, không phải nói sắc con người, mà nói cái màu sắc. Màu sắc xanh đỏ trắng vàng, những gì có hình tướng ở thế gian này, cái màu sắc nó thấy nó bắt mắt, nó vừa ý quá rồi đó, là cái mình nhiễm nó luôn đó. Mình bao bọc nó luôn nè, mình gìn giữ nó luôn, cho nên nó trói mình đâu có về được đâu. Ngồi buồn nghĩ cạn việc quyền can, muốn rứt cho xong bể ái hà, phá bức tường mấy nhìn gian vật, ngắt gì trướng lùa lắp đèn pha. Là cái hộp giống trí tuệ của mình nó bị mình nhiễm cái sắc trần cái rồi mất tiêu hộp giống trí huệ trên, rồi đâu có biết đường. Giống như bây giờ ở đây mà mình không đi ra ngoài lộ mà không có đèn mà đi không được, chỉ đó là không biết đường, đi lủi tùm lum tùm la trên, rồi cái mắt kẹt nó trói cái dính đây luôn. Rồi tới tiền tài. Tiền tài là gì? Tiền tài là ruộng vườn nhà cửa, tất cả những vật chất mà mình tạo ra, nó vàng bạc hột xoàn vân vân, các cái mình tạo ra đây, cái mình muốn bao gồm của thế một mình, ôm gồm hết cái nào cũng là của tôi không, của tôi không, của tôi không, cái cho nó là thật. Nhưng mà thật ra là do mình không có hột giống trí tuệ. Đức Phật khi xưa ngài nói nhờ ta mượn cái giả mà người ta làm cái có cái thật để có chân lý độ các ngươi. Còn mình á, hôm nay mình làm có được cái giả đó đó, tiền của vật chất là giả, nhưng mà mình không biết lấy cái giả này để tạo công đức phước lành. Chẳng hạn cô bác anh chị em bỏ một số tiền ra để đi làm cái công việc chương trình đạo sự này, Mạnh Thường Quân ban tổ chức cũng bỏ ra một số tiền để cùng nhau là lấy cái giả đó, đó làm đó công đức phước lành là cái thiệt. Nhưng mà khi hồi ngày xưa lúc mình xuống đây cái mình tạo có rồi, cái là mình bao gồm hết ra, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt thấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dùng chứa, mình đâu có chịu mở ra, phải không? Do vậy thì nó trói vào cho mình ở tới bây giờ nè đó. Vậy là ba sợi dây rồi đó, còn thêm cái sợi dây nữa, cái sợi dây thứ tư mà nó trói đó, nó trói bên nam nhiều hơn trói bên nữ. Bên nữ cũng có nữa mà nó trói ít đó. Tử sắc tài khí chứ khí là hơi đó. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tấm thân trần thế. Như vậy thì cái chữ hơi là gì? Là hút đó quý vị. Hút á phiện chơi bời theo đàn điếm đó, hút á phiện hút thuốc đó, là khí là hơi. Mà thật sự quý vị, nói ở đây quý vị cũng quan hỷ nha. Có người tu 30-40 năm ăn chay tu hành, làm việc đạo nghĩa hy sinh, dám bỏ nhà ra đi, ở chùa, ở am, ở cốc đi tu. Mà cái điếu thuốc bỏ không có được, bữa nó trói mình mắc kẹt. Bỏ điếu thuốc không được. Mà tôi hỏi tất cả quý cô bác anh chị em, hết trơn kinh điển của nhà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp 49 năm, Đức Thầy sấm giảng toàn bộ thi văn giáo lý, các kinh điển của các chư tổ sư có chỗ nào mà nói cõi cực lạc niết bàn đó chứa cái người hút thuốc hay không à? Có không? Dạ không có. Vậy thì bây giờ bị cái điếu thuốc này mà nó trói cho tới bây giờ mà mình còn ngồi đây nè, mà mình buông đâu có được, bị nó trói cứng nhắc à. Do vậy thì bốn cái sợi dây nó trói mình. Giờ đây chúng ta đã giác ngộ, đã quy y rồi, đã quy y với Tam Bảo rồi, thì nương với Tam Bảo, nương lời dạy của Đức Thầy, chúng ta đã xa lìa nó đi. Mà Đức Thầy hối mình mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hậu này, chỉ có cơ hội này chứ cơ hội thứ hai không có đâu cô bác anh chị em. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Mình lạc đường mà bây giờ Đức Thầy dẫn đường mình, nó biết đường rồi, thì bây giờ đã quy y thì theo cái con đường của Phật Pháp Tăng để chúng ta nương tựa ra mà tu đi, trở về với cái gốc lành cội cũ của mình. Mở Đức Thầy mới kêu mình đó, các con lành khá chọn ngay đường, cùng Thầy cộng hưởng một giường từ bi. Đức Thầy đã kêu gọi chúng ta đã quy y với Đức Thầy rồi, quy với Tam Bảo rồi, thì nương với Tam Bảo mà tu. Đó là cái hai cái ý. Và Đức Thầy nói quy y thì khá là mê. Vậy thì Đức Thầy
giải thích cái chữ quy y như thế nào mà chúng ta có làm y hay không đó. Bây giờ cái chỗ này bây giờ mình vô thêm hết bực nữa, hồi nãy mình hai phần rồi, bây giờ thêm cái phần thứ ba này để mình thấy mình có làm y hay không đó. Đức thầy nói ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật pháp, cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh, các trò tuy lòng mổ đạo nhưng chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Mổ đạo quy y rồi mà mình đâu có biết cái đường mình đi phải không? Đức thầy đó, ông Phật mà ông nói mình chưa biết, chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, vậy thì làm phải làm sao? Hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, về đâu? Về cửa Phật. Y nghĩa là làm theo khuôn mẫu. Vậy thì cái khuôn mẫu của Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy lấy cái sự mà dẫn có lý, vậy khuôn mẫu của Phật giáo Hòa Hảo phải làm như thế nào? Vì cái khuôn mẫu này nó có hai phần. Một là hình thức chuyển đến nội tâm. Nhưng mà nói cái khuôn mẫu này, quý vị đặt lại câu hỏi hả, tôi sao mà ông giáo lý viên ông biết cái khuôn mẫu vậy? Thưa với quý vị, trước khi nói mà cái khuôn mẫu đó tiếp theo đó, là quý vị biết ông Lê Hòa Nhật là cái người được gần gũi Đức Thầy khi xưa nhiều nhất, được Đức Thầy truyền dạy về cái nghi thức thờ phượng cúng lại hành lễ nghi lễ là nhiều nhất. Nên hội đồng trị sự trung ương khi xưa cùng với học giả giáo sư Nguyễn Văn Hầu, ông Thành Nam, ông Vật Sĩ, ông Lê Hòa Nhật họp nhau soạn ra một cái chương trình nghi thức tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo. Soạn xong, mình lấy cái mốc năm 1965 đi, lúc đó Đức Bà còn sức khỏe nên đến trình với Đức Bà là thân sinh của Đức Thầy, là cái nghi thức này nè được Đức Thầy dạy hôm nay chúng con họp lại viết ra đây trình với Đức Bà. Đức Bà xem rồi, Đức Bà nói nếu thật là của Đức Thầy thì thực hiện y như vậy. Thì như vậy là giấy trắng mực đen ngay trong cái quyển tài liệu sơ cấp đào tạo giảng duyên truyền bá giáo lý của Hội đồng Trị sự Trung ương nhiệm kỳ 1. Hiện nay giấy trắng mực đen Ban Trị sự Trung ương vẫn y thực hiện y theo cái chương trình nghi thức của Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy thì cái nghi thức Phật giáo Hòa Hảo này làm y khuôn mẫu nó có hai phần. Một là hình thức, hai chuyển về nội tâm. Với phần này chúng tôi không có nói văn chương hoa mỹ hay là gì hết quý vị. Nói cái nào mà chúng ta làm đúng, cái nào chưa đúng thì quý vị và tôi mình kinh nghiệm để mình làm sao cho nó đúng. Do vậy thì cái khuôn thước và cái khuôn mẫu của Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì bây giờ tới cái hình thức nha, cái hình thức khuôn mẫu này đó. Cái chỗ này xin hỏi quý cô bác anh chị em, Phật giáo Hòa Hảo thờ mấy ngôi? Ba ngôi. Thờ thêm được không? Dạ không. Nhưng mà thờ thiếu được không? Dạ được. Thiếu được. Nhà chật chỉ một bàn thông thiên thôi, khỏi có thêm ngôi Tam Bảo, ngôi Cửu Quyền. Đức Thầy đã nói trong tôn chỉ, thờ thiếu được. Nhưng mà nếu tính lại ra con số 2 triệu tín đồ, nhưng mà theo tôi nói cái mức thấp đi, chắc cỡ 2-3% đó, mình thờ thêm tới 4 bàn thờ đó. Quý vị có biết tại sao thờ 4 bàn thờ không? Mà nhất là cái người mà mua bán kinh tế ở chợ là thờ 4 bàn thờ không? Quý vị biết là thờ bàn thờ nào không? Dạ, ông thần tài, ông địa. Vậy thì đâu phải cái khuôn mẫu Phật giáo Hòa Hảo đâu, phải không? Đó, cho nên nhiều khi cái đề tài đưa lên thì nó quá dễ đối với mình. Nhưng mà mình đang dính cái chỗ này mà Đức Thầy đã đưa ra có ba ngôi hà. Thờ thiếu thì được, không có dư. Nhưng mà tại vì sao chúng ta thờ? Là mình chưa có niềm tin tuyệt đối với Đức Thầy là ông Phật. Nếu mình nghe lời ông Phật rồi đó, cái gì là thờ ba ngôi, làm ăn vẫn khấm khá bình thường. Nếu nói ông thần tài, ông địa đó mà rước khách đợi, đem tiền, đem vàng được đó, những cái nhà tỷ phú, cái nhà ta gọi là đại gia đó, mướn nghệ nhân ta làm bằng vàng với bằng kim cương thật là bự. Để đó rồi tự nhiên vàng, kim cương đến đâu cần mua bán. Nhưng mà do bên xã hội người ta làm đây là cái kinh tế, kinh tế người ta bán cho thật ra. Nếu nói linh,
Tôi nói thật quý vị, không có cái gì linh hết trơn đó quý vị ơi. Nhưng mà tại vì mình mê tín dị đoan đó. Ngoài ra nó còn thờ rất là nhiều nhiều các bạn khác nữa. Nhưng mà trước khi nói cái hỏng linh đây nè, để cho quý vị mình thấy, không có nói tên mua bán đó quý vị biết, là không có ai là mua bán không ế hết trơn. Phải có bán là phải có đắc có ế vậy đó. Mà có cái gia đình hai vợ chồng cái chú này năm nào cũng làm việc. Nếu mà là bán ế rồi cái là trưa nắng gắt á, lấy cái thao bự là quậy xà bông, đem thần tài ông địa thảy vô bao xà bông, cái thao xà bông. Mà nó thảy vô đâu phải làm thinh, nói mà nghiến răng á, nói là cho biết nghe. Ngày nào cũng cho hút thuốc, uống cà phê, ăn hủ tiếu mà có kiểu rước, nghĩa là mời khách lại mua bán mà làm không xong nó cho xà bông cho biết. Mà nếu là linh mà rước khách về được thì cái miệng ông này không phải méo chứ mấy mới là linh. Phải không? Rồi bắt đầu đó phơi nắng đã đời cái đó là rửa sạch cái đem vô cái giá vàng cái đốt điếu thuốc để ly cà phê. Rõ ràng là đây là cái chuyện mà Đức Thầy nói là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Đây là việc mê tín dị đoan. Cho nên có một cái, bởi vì Ban Trị sự Trung ương mở cái lớp học ra, tôi thấy nó đọc rất là hay, cho con em mình đi học. Có một cái đứa cháu này, nó dự được cái lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản, nó mở một cái tiệm mua bán. Rồi nó mua ông thần tài, ông địa vô luôn cái khánh đó khoảng 4 triệu rưỡi. Về nó thờ cũng đắt tiền lắm, đẹp lắm. Bữa nọ nó gặp tôi, nó hỏi, chú ơi, con học đạo mà con thấy bây giờ con làm cái này nó hơi dư à. Bây giờ làm sao? Ông nói thì tùy. Cháu có muốn cho hay muốn bán gì đó tùy. Nhưng mà ở xã hội nó đặc biệt lắm. Nó ông thần tài ông địa mà cho đó là nó linh hơn mua. Cho nên cái đệ này nó kêu cho cái xanh quanh chợ lại ginh liền. Vậy thì cái đệ này đó không có thờ thần tài ông địa, mà từ một cái rổ nhỏ xíu như vậy mà bây giờ làm ăn nên làm ra có dư giả trong gia đình, khá giả lên nhà gần như là lên hai lá, một lá. Đâu có thờ ông thần tài ông địa. Do mua bán hàng quá nó đúng, phải không? Vừa lòng khách đến, không vừa lòng thì khách đi. Hàng quá giá cả phải chăng? Chân thật thì bất hư. Thì mua bán đắt chứ đâu có gì đâu, chứ đâu phải mà cúng mà thờ mà được. Đó. Do vậy, quý cô bác anh chị em mà ai có thờ nhiều bàn thờ ở trong nhà, ông thần tài ông địa phải nghe lời Đức Thầy đi à. Ông Quỳnh Hữu Phỉ ở chợ Giàm. Khi quy Đức Thầy rồi về, trang trí cái ngôi thờ đó ngay chính giữa nhà, bởi vì ông thờ quá nhiều ông thần tài ông địa tên tổ cô lãnh cô gì đó, ông độ mạng rồi tới ông đầy đủ hết trơn á, không thiếu ông nào hết trơn, ông chuồng bà chuồng cũng chật cái nhà hết trơn. Cho nên làm trang trí một bên đây nè. Bữa nọ xuống thầy nói, thầy ơi bây giờ con nhiều bàn thờ quá mà giờ con không để ngay chính giữa được thì con phải làm sao? Đức Thầy nói, các vị mà ông thờ từ trước đến nay đó là các bậc là thần tiên không đó, chứ không phải là phàm đâu. Nhưng mà tôi nói với ông về, ông mua dĩa trái cây, dĩa bánh rồi đốt nhang lên ông giá thế này nè. Quý vị nhớ về làm y, ai có mà thờ thêm bàn làm y thầy dạy đi. Thầy nói dạy thế này, thầy nói bây giờ hồi lúc mà tôi chưa quy y với thầy tôi không biết, cho nên tôi thờ các vị. Giờ đây tôi đã quy y với thầy tôi, Đức Thầy tôi dạy, các vị nếu là cái bậc thần tiên về nó ngôi Tam Bảo đó để tôi chiêm bái hàng ngày, còn các vị nào mà tà thần đi nơi khác tôi không còn thờ nữa. Thì ông Quỳnh Hữu Phí ông làm y như lời thầy thì dài cho tới sau này ông qua đời bình thường đâu có gì xảy ra. Vì mình thỉnh lên ngôi Tam Bảo hàng ngày mình nguyện giấy mà, chứ đâu phải mình bỏ ở đâu, cúng bái hàng ngày à. Như vậy thì cô bác anh chị em mình phải suy nghĩ cái chỗ này cho nó kỹ. Nhưng mà nó thồng thêm ngay cái chỗ này, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu. Nhưng mà nghĩa trong làng đạo mình bây giờ, nghĩa là tránh mê tín dị đoan mà dẫn người ta nó đi vào con đường mê tín dị đoan, quý vị thấy không? Theo dị đoan cúng kiến tinh tà thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên. Chẳng cứu khùng điên là Đức Thầy mình đó, không có cứu những người mê tín dị đoan. Tu là phải có chánh tín. Đó. Như vậy thì bây giờ quý vị mình thấy ngay cái chỗ này, Đức Thầy quy thì khá làm y. Vậy thì đề nghị ai có thêm một bàn thì thôi quý vị làm ba bàn thôi,
Đó. Đừng có thêm bàn nào mà ít thì được, một ngôi thông thiên thì được. Rồi bây giờ chúng ta nói cái hình thức. À, cái hình thức ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ nói đến cái hình thức mà trang trí các cái ngôi thờ nè. Cho nên tôi nói với cô bác anh chị em đừng có đi nghỉ đó. Bây giờ nói tới cái chỗ này đó. Là chúng ta làm có đúng trang trí các ngôi thờ hay không? Nó vô cùng là quan trọng. Vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có ba ngôi thờ. Cái ngôi cửu huyền thất tổ thì mình ở đây chúng tôi không có nói nhiều. Nhưng mà cửu huyền thất tổ có bốn cái chữ này không phải ngẫu nhiên mà có. Khi Đức Thầy ra đời khai sáng nền đạo thì mới có bốn chữ này. Vậy thì bốn chữ cửu huyền thất tổ này đó là chỉ cho chữ cửu là chỉ cho bên ở bên nữ là âm. À, chữ huyền là đen, là sâu kín, là màu nhiệm không bàn hết được. Chữ thất là số 7 tượng trưng cho bên nam. Đó. Chữ tổ là thờ tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời. Như vậy thì thờ tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời, phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ở trong ngôi cửu huyền thất tổ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu thêm một chút nữa đó, Đức Thầy dạy rất là khoa học, mà Đức Thầy dạy cho mỗi người tín đồ hoàn toàn sống trong chánh tín mà biết đền ơn đáp nghĩa, không quên một chỗ nào hết. Cái chữ tổ đó không riêng gì tổ tiên ông bà cha mẹ, mà nếu cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình hiểu đó, những người làm tất cả các ngành nghề, nghề thợ máy, thợ mộc, vân vân, các ngành nghề, không phải thờ một vị tổ nào riêng. Cái chữ tổ ngay cửu huyền thất tổ đó. Bởi vì bàn cửu huyền thất tổ là tượng trưng cho thánh đạo. Như vậy thì cái chữ tổ này là thờ cho trong đó các vị tổ của các ngành nghề. Trên ba ngôi mà đủ hết trơn, đâu có thiếu. Nhưng mà mình không tầm tri, mình không hiểu thì mình, thôi tôi thờ thêm ông tổ thợ mộc, thờ thêm ông tổ thợ mai, phải không? Nó thờ thêm ông tổ thợ máy. Nhưng mà thật ra vậy thì nó thêm, nó dư. Mà Đức Thầy gom gọn lại là cái ngôi cửu huyền là trong đó tổ tiên ông bà cha mẹ, các vị tổ của các ngành nghề, hàng ngày chúng ta dâng cúng, dâng cơm cúng thực phẩm, có chi cúng nấy, ngoài bông nhang nước ra có chi cúng nấy. Cái ngôi cửu huyền thất tổ nó quá tuyệt vời, phải không cô bác anh chị em? Cho nên mình không nghĩ ra mình nói vị thờ thiếu, nhưng mà thật ra không có thiếu. Cái chữ tổ này là gồm nhiếp. Rồi bây giờ mình cho qua cái cửu huyền thất tổ đi. Rồi bây giờ tới trang trí cái ngôi tam bảo đó. Quý vị hãy nghe cho kỹ chỗ này nha. Chứ bây giờ trong đạo mình á, mà ban trị sự trung ương nó giữ gìn sự trong sáng, giống có nền đạo không có biến tướng. Nhưng mà trong làng đạo mình, những người làm ra mà biến tướng nó không đúng với tam bảo. Vậy thì tam bảo đó, thì quý vị biết thì sẽ có một ly hương, rồi nước không có nói ba hay là một ly, ba cũng được, một cũng được, nhưng chỉ nói nước thôi. Cái ly hương, nước, vậy thì cúng là bông nhang nước, và một tấm trần già. Tấm trần già là tiêu biểu tinh thần vô thượng của nhà Phật. Nhưng mà trong tấm trần già, thì quý vị đều biết rồi, ở trong đạo mình hồi ngày xưa đó, chưa phát triển thì may bằng cái tấm vải già, mai cái nuông lâu ngày đem xuống giặt, phải không quý vị? Nhưng mà sau đó phát triển, ta để ở sau lưng tấm kiếng là cái miếng vải già, lâu lâu đem giặt, cái nhiều khi đụng chạm nó bể tấm kiếng. Sau này phát triển ra, bây giờ mình sơn cái màu già. Vậy thì cái tấm trần già này không có một cái viền màu vàng, màu trắng, hay là không có một cái danh hiệu của ông Phật nào, và không có một cái hình của ông Phật nào hay Bồ Tát nào trong tấm trần già, để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng. Tam bảo là mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, mười phương chư Tăng. Có Pháp thân Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong tấm trần già. Phải không quý vị? Thống nhất cái ý này không à? Và nói vậy thì không có cái gì khác hơn được. Nếu ai hỏi thì mình trả lời vẫn được. Đó là một cái ý. Cái ý thứ hai, bây giờ tới cho chân dung Đức Thầy. Hai bên chân dung Đức Thầy, quý vị nên nhớ rằng là chiêm ngưỡng không có lại nha. Xá không à. Có lần lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, đồng đạo lên viếng Thầy là quỳ xuống lại Thầy, Đức Thầy đứng qua một bên. Đức Thầy nói đó, nghĩa là tôi dạy bổn đạo đó, người sống chỉ xá thôi, tới Thầy mình cũng vậy. Mà bây giờ tôi còn đây mà các ông không có nghe lời, còn lại thế này mà tôi vắng mặt thì như thế nào nữa. Vì rõ ràng là hình Thầy là mình xá chứ không có lại, phải không? Như vậy thì ngày xưa mà trang trí chân dung Đức Thầy đó,
là cái bàn Phật, cái tấm trần già hai bên hai cây cột, mình làm cái kệ để hai chân dung thầy, phải không quý vị? Hồi xưa phải không chú hai? Rõ ràng là mình phân biệt đâu đó rõ ràng, nhưng mà bây giờ cái điều kiện mình phương tiện hơn, bây giờ mình để khích vô tấm trần già luôn, gì mình thờ luôn, mình lại luôn, chứ đâu có phân biệt chiêm ngưỡng ở đâu. Thì rõ ràng là cái này là mình làm chưa đúng nè. Như vậy thì quý vị nhìn ngay cái ban trị sự An Hảo Tam Bảo 100% đó là chuẩn luôn. Cái hình thầy, nếu cái nhà mình cái khung nó hẹp, mình làm cái hình nhỏ lại chút để nó có phân biệt, đây là chiêm ngưỡng, bên đây chiêm ngưỡng, chính giữa là mình lại Tam Bảo, mười phương chư Phật, mười pháp, mười chư Tăng. Nhưng mà có người bây giờ người ta làm nữa ngộ lắm, hình Đức Thầy để bằng luôn cái tấm trần già, vuông tượng luôn vậy nè. Mà nếu để bằng tấm trần già là còn sai nữa. Như vậy thì trong Tam Bảo là pháp thân Đức Phật A Di Đà, pháp thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thầy, nhưng xác định là cái hình thầy phải thấp hơn tấm trần già. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói đọc tất cả cô bác anh chị em, nếu mà nhìn sáng quý vị ra ngoài nhìn cho kỹ ngay cái ngôi Tam Bảo có băng ghi sự, như vậy là chuẩn là đúng. Tôi nói ở đây thì quý vị suy nghĩ ha, suy nghĩ lại. Chứ thật ra quý vị đừng nói ông này sao mà ông áp đặt, nhưng mà thật sự không có đâu. Tôi nói là đây là căn cứ giấy trắng mực đen trong đạo từ xưa đến nay, nhưng mà do điều kiện xã hội phát triển bây giờ mình biến tướng, mình làm nó không đúng. Như vậy thì để trở lại là tấm trần già với hình Đức Thầy, chúng ta phải làm sao cho nó hở ra để phân biệt được hình thầy là chiêm ngưỡng đó, tấm trần già Tam Bảo mười phương là chúng ta lại. Giống như bây giờ là cái một cái bàn dài đó, ông trưởng tộc quan khách ngồi, thì ông trưởng tộc, ông quan khách là quan khách, đâu đó nó có phân biệt thứ tự, phải không? Tiến tới cái ngôi thông thiên đi. Vậy thì cái ngôi thông thiên là cái ngôi dùng sông nước ngày xưa, cô bác lớn tuổi biết rồi. Trước cửa nhà mình thì dầu nước ngập cũng phải làm cái bộ giạc, phải không? Cái bộ giạc có cái ngôi, cái thông thiên đó. Cái tầm quan trọng của ngôi thông thiên vô cùng là màu nhiệm. Bởi vì Đức Thầy dạy là nhà chật chỉ bàn thông thiên. Một bàn thông thiên mà đại diện cho ngôi Tam Bảo, ngôi của quyền. Đây là bàn Phật, Tam Bảo tâm linh. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi ra khỏi nhà mà nhìn lại là đây là cây chùa một cột, là đó hoa sen nở giữa trần gian, để soi gọi cho lòng người trên thì hòa hợp với trời, dưới á thì hợp với đất, gọi là âm dương tương hợp, để mọi người soi gọi với lòng người cải giữ về lành, trở về chân thiện mỹ của đối với người tu. Cho nên cái bàn thông thiên Đức Thầy cho phép là chỉ một bàn thông thiên là đủ. Nhưng mà mình làm gì bây giờ, thấy đồng đạo mình giờ để trên cái kệ vậy chứ đâu phải thông thiên. Rồi bây giờ mình đã treo tổn tẻn vậy chứ đâu phải là ngôi thông thiên, phải không? Như vậy thì nếu ai mà để treo tổn tẻn làm ơn làm cái trụ để mấy ngôi thông thiên cái gì đó. Ai để trên gác lầu mà để trên cái chỗ này, bây giờ chúng ta thêm cái chân đi bằng thông thiên đó. Rồi bây giờ nói cái chỗ đó. Và đồng thời ngôi cửu quyền có chi cúng nấy, ngôi Tam Bảo và ngôi thông thiên. Ngôi Tam Bảo, ngôi thông thiên là chỉ cứ bông nhang nước, là tiêu biểu cho ba việc sạch: nhang bán mùi quế trượt, nước tiêu biểu sự trong sạch, rồi bông hoa tiêu biểu sự tinh khiết. Thì ba điều sạch này là chúng ta cúng như vậy để ông Phật ăn uống hay sao? Không có đâu. Đây là một cái biểu tượng để trở về nội tâm của mình. Người tín đồ khi mà đến dân cúng ba món bông nhang nước là nói về giới định tuệ, và thân khẩu ý phải trong sạch như bông nhang nước vậy. Cho nên khi mà mình đến đó mình hành lễ hàng ngày là lòng mình phải được trong sạch như bông nhang nước, từ hành động, lời nói và ý nghĩ, nằm trong giới định tuệ để đạt đến cái chỗ tâm thanh tịnh. Như vậy thì bây giờ cái chỗ này chúng ta đã biết được mình có làm y hay có không làm y đâu, phải không cô bác? Mà chắc ở đây là cô bác anh chị em chắc không ai có mấy cái hỏng y này đâu, không chắc ai cũng y hết rồi. Nhưng mà nếu con cháu mình, đồng đạo, người thân mình làm chưa y, mình tạo điều kiện làm sao nhắc nhở để làm y. Mà Đức Thầy nói quy y thì khá làm y, phải làm y mới được. Giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ Đức Thầy chỉ, mà mình
ngày rồi mới gặp được Đức Thầy, mới gặp ta là gặp được Đức Thầy. Đó. Vậy thì bây giờ trở lại là chúng ta đã tạo ba cái ngôi thờ xong rồi. Tạo ba ngôi thờ xong rồi để làm gì? Không lẽ ba cái ngôi thờ mình làm rồi mình để gì mình dòm? Đức Thầy dạ khi làm lễ quy y xong rồi đó, là chúng ta phải cúng sớm chiều. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kế. Cái khuôn mẫu của Phật giáo hòa hảo, cái thời cúng lại nó vô cùng là quan trọng trong cuộc đời tu. Bởi vì sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kế. Tòa chương là tòa sen. Muốn về cảnh giới Đức Phật A-di-đà, sớm chiều phải cúng. Mà mình không cúng là sao? Tôi nói thật chứ quý vị, cái người mà thành tâm cúng lại trong cái thời cúng đó, thành tâm chánh niệm đó, nó thật chứ quý vị, năm cây vàng không đổi đó. Tại sao không giữ ạ? Cái lợi ích nó lớn lao như thế nào mà năm cây không đổi? Bởi vì năm cây vàng này, giàu ít nhiều chúng ta cũng phải có nghiệp ác ở trong này, giàu ít hay nhiều mới có được năm cây vàng. Mà tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, nó là vật vô thường. Mà trong cái thời cúng mình là thành tâm chánh niệm thứ bảy chánh niệm vậy, thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm? Tây phương thì ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Khi mà mình thành tâm mình cúng lại rồi, thì ngay trong khi đó Phật cảm ứng chứng minh và thọ ký cho mình. Bây giờ đọc lại cái chỗ này nè quý vị, mình mới thấy nè: sự lại Phật vốn không yên tịnh, đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Nay tôi ở trong đạo tràng, dĩ như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu. Mười phương Phật một bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Từ chân cho chí mặt mày, cúi đầu làm lễ nguyện rài quy y. Ngay trong cái thời cúng mà mình thành tâm chánh niệm, gác bỏ muôn duyên, trở về với cái tâm hành, cái tư tưởng, cái hành động của mình mà trong sạch như bông, như nhang, như nước, thì ngay trong mười phương chư Phật đó, một bầu hình ảnh, mười phương chư Phật trong giờ cúng là đều có hình bóng của Đức Phật, hình bóng của mình gần kế bên Phật. Ngài chứng minh và thọ ký cho mình. Nếu tất cả cô bác anh chị em mà thấy được cái lợi ích này thì đồng đạo chúng ta tinh tấn lắm. Tới cái giờ cúng ba, mấy ông trưởng đoàn khỏi kêu, quý vị thức ra đầy hậu trường luôn. Tại vì mình chưa tinh túy một chút, mình chưa đặt trọn niềm tin một chút, mình chưa thấy được cái lợi ích. Như vậy thì thành tâm chánh niệm ngay trong cái thời cúng của mình là mình và chư Phật có thử thần giao cách cảm. Đó. Được Đức Phật thọ ký và chứng minh cho mình. Mười phương chư Phật, mười phương ở đâu? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương, Hạ Phương. Phật thì có mười phương, trời thì có chín nè. Chín phương trời, mười Phật, bởi vì cõi âm ở dưới không có trời. Đó. Mười phương chư Phật đang thọ ký cho mình. Nếu thọ ký cho mình rồi thì chắc chắn rằng cái ngày mình bỏ xác này thì mình về Phật. Cho nên nó lợi ích lớn lao hơn là năm cái vàng chúng tôi nói cái chỗ này. Và còn cái lợi ích của người tu đó, nó có sáu điều lợi ích mà quan trọng. Ở trong đạo mình từ xưa đến nay thường một số anh em phân biệt người tu thiền, người tu tỉnh, người tu mật tông, rồi pháp hoa tông, vân vân. Nhưng mà thật ra đó, ngay trong cái thời cúng thành tâm chánh niệm được sáu điều lợi ích. Quý vị hãy nghe sáu điều. Một, thường thường ta nói thiền tông, mà cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo ngay trong thời cúng mà chúng ta gác bỏ muôn duyên đi cúng là chúng ta đã đạt được cái thiền rồi. Chứ thiền là gì? Thiền là tự làm chủ được lòng mình. Tại sao tới cái giờ cúng ta không đi ra ngoài, ta uống cà phê, ta uống trà, ta nói chuyện ở bàn quan thiên hạ, nói thị phi, mà chúng ta vô trong cái thời cúng? Vì rõ ràng là chúng ta đã đạt được cái thiền, cho nên mình làm chủ mình, buộc lục căn lục trần, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, cho nên vô cái thời cúng. Và trong cái thời cúng là chúng ta mới trọn lành. Quý vị ở bên ngoài nói tôi ngoài tôi làm lành, tôi nói lành không chứ không có nói ác. Nhưng mà thật ra quý vị xét cho kỹ coi, ngay ở trong cái thời cúng của mình đâu có ông nào phạm sát sanh không?
Đâu có. Có hàm giọng ngữ không? Không có. Đó. Có đạo tạc không? Con không có. Có tà dâm không? Có lưỡng thực ý ngôn ác khẩu giọng ngữ không? Đâu có. Phải không? Vô cúng là chí tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Nam mô nhất ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giới đắc đạo quả. Thì ngay trong cái giờ này là cái giờ thanh tịnh trọn lành đắc được, chúng ta làm được là phương pháp thiền, phải không? Tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Cho nên cái lợi ích nó rất là lớn. Mà nếu biết được cái lợi ích lớn này là chúng ta không bao giờ ngủ nướng được cái gì. Tới giờ là chung ra liền đang mình đi công phu. Rồi được cái thứ hai là tịnh. Tịnh là gì? Mình đã thiền, mình làm chủ rồi. Buộc bản thân mình đến trước cái đây, mình đọc bài nguyện và niệm Phật. Tịnh là pháp môn tịnh độ, là mình có tịnh. Mà khi mình có tịnh rồi á, thì bởi vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, về việc thế trần ấy không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên nay thành tâm niệm Phật, niệm một niệm Phật lìa vọng niệm chúng sanh, đến khi nhất tâm bất loạn lòng ham muốn các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Như vậy thì chúng ta đã được thiền, thì chúng ta đã được niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trừ vọng niệm. Được thiền, được tịnh, được tịnh rồi, được định rồi. Đó. Loại trừ được cái tâm chúng sanh là định. Mà nếu có định rồi thì phát khai trí huệ, tu với tỉnh biết làm chẳng có, nếu lặng tâm mà tổng ngộ đạo màu. Thì ngay trong cái thời cúng của mình là thiền, tịnh, định huệ. Phước báo vô biên, nhân duyên vô tận. Sao phước báo vô biên? Bây giờ tôi hỏi hết quý vị ở đây, có ai mà dám bố thí hết trơn quả địa cầu này không? Đâu có. Vậy chứ người Phật giáo và hảo đức thầy dạy đó, mình bố thí bất nghịch ý đó. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu hết trơn các nước trên thế giới này đều được giải thoát, phải không? Đó. Mà chúng ta không phân biệt ai trơn á, không có nước nào kẻ thân người sơ hay kẻ thù hống thù trơn á. Giả lại cái từ bi bác ái mà ta nhận thức rất thâm quyền quảng quật, tình ấy không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, và nó chẳng luận sang hèn, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp chưa đặt vào một nhân loại chúng sanh. Vậy thì ở trong lục đạo chúng sanh, thiên nhân Atula ngạ quỷ súc sanh, địa ngục trời súc sanh, hay trong loài tứ chúng noãn sai thấp quá, là chúng ta cầu hết trơn đều được giải thoát mê ly. Vì rõ là chúng ta phải gieo nhân phước báo vô biên không? Hưởng hoài không hết, nhân duyên vô tận. Vì cái nhân duyên vô tận này, người nào đắc đạo trước thì độ người kia đắc đạo độ người nó. Vậy nó rõ ràng là cái lợi ích của sự cúng lại là có thiền, có tịnh, có định, có huệ, phước báo vô biên, nhân duyên vô tận. Nếu chúng ta hiểu được cái này, xin thưa thật cô bác anh chị em, mất vàng đó là không tiếc, cho mất cái thời cúng rất là tiếc. Bây giờ cái lợi ích nó rất là lớn. Nếu chúng ta hiểu được cái này, chúng tôi nói đây quý vị về mình suy nghĩ và gẫm lại, xem lại lời dạy của Đức Thầy, thì chắc chắn rằng qua năm tới đồng đạo chúng ta là tới cái thời công phu sáng rồi, là ông hai khỏi kêu, tự quý vị kêu ông hai luôn. Vì thấy nó cái lợi ích nó quá lớn rồi. Đó. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo thực hành theo cái thời cúng lại là điều sáu điều lợi ích rất lớn, mà chẳng không biết bao nhiêu người thực hiện được cái sự cúng lại được về cảnh giới an lành. Rồi bây giờ đức cái khuôn của Phật giáo hòa hảo, quý vị còn biết tiếp theo cái khuôn nữa là gì nữa không? Và cúng xong ngồi niệm Phật cũng được. Nhưng mà bây giờ có người ta nói, bây giờ Đức Thầy nói cúng xong muốn ngồi niệm Phật cũng được, Đức Thầy không có bắt buộc. Vậy thì mình không ngồi ra ngoài, mình đi đứng nằm ngồi niệm Phật cũng được. Nhưng mà thưa thật quý vị, Đức Thầy dùng cái từ muốn này nó rất là khoa học quý vị ơi. Cái người mà trình độ cao thấp cỡ nào cũng không dẫn giải nổi được cái chữ muốn. Bởi vì Đức Thầy nói cúng xong muốn ngồi, muốn hoặc không muốn ngồi niệm Phật cũng được. Thì cái chỗ này là mình không ngồi cũng được. Mà Đức Thầy dùng cái chữ muốn, vậy thì cúng xong muốn ngồi lại ai cũng phải ngồi niệm Phật. Đâu có chỗ nào Đức Thầy nói cái từ không muốn đâu. Muốn ngồi thì vậy thì ai cũng phải muốn. Bởi Đức Thầy nói là cúng xong muốn ngồi hoặc không muốn ngồi niệm Phật cũng được, thì thôi mệt quá tôi nghỉ. Nhưng mà mới hồi chiều này giác lúa còn nổi nè, chạy xe 30 cây số đó đi uống cà phê hồi chiều đó còn nổi, mà tới giờ ngồi niệm Phật ngồi không nổi, không nổi thì chìm nữa quý vị có bác anh chị. Rõ ràng là vậy thì cái khuôn của Phật giáo hòa hảo cúng xong ngồi niệm Phật, người ngồi niệm Phật nó có hai điều lợi ích rất là lớn, tự lợi và lợi tha.
ngồi Nam Mô A Di Đà Phật là tự niệm cho mình diệt vọng trần. Đọc bài Tây Phương Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là mình cầu cho tất cả chúng sanh ở trong cõi ta bà này, từ vô hình và hữu hình, cũng đều được về cảnh giới, được Đức Phật A Di Đà tiếp độ về cảnh giới của Ngài. Vậy thì hai điều lợi ích, tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, thành tựu tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì cái này là Đức Thầy dạy rất là kỹ. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã thấy được cái lợi ích của sự cúng lại, cái lợi ích của niệm Phật, và người tín đồ Phật giáo và hảo luôn luôn từ cái nghi thức trang trí thờ phượng hành trì cũng phải theo tôn chỉ giáo lý mà trong đạo chúng ta đã thực hành từ trước đến nay. Vậy thì bây giờ chúng ta còn phải làm y cái điều gì nữa? Bây giờ nói đến cái chỗ này là nói đến cái người tín đồ có trung thành với Đức Thầy hay không, gọi là đạo tâu chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương. Mình có trung thành với một đời một đạo đến ngày chung thân hay không? Vậy thì bây giờ nói cái chỗ này đó là quý cô bác anh chị em, trong cái bài Tâm Quyết đó, ai có xem trong 7 bài pháp luận, Đức Thầy nói là làm y cái khuôn mẫu Đức Thầy là không chép bài vở nào của người khác làm rối sự tín ngưỡng. Mà ở trong đạo mình bây giờ thôi biên chép quá nhiều. Như vậy thì rõ ràng là đối với tinh thần không thực hiện theo cái khuôn mẫu của Đức Thầy. Và Đức Thầy nói coi chừng những bài giả mạo không phải là giáo lý của Đức Thầy, không phải lời của Đức Thầy. Có rất nhiều những bài vở mà ta nói của Đức Thầy nhưng mà xem lại thì nó là không phải của Đức Thầy. Cho nên những giảng cấm dung trữ thì như chúng tôi chỉ nói vậy thôi, là tự quý cô bác anh chị em. Cho nên người trong đạo của mình không làm y theo khuôn mẫu, nên Đức Thầy, lúc Đức Thầy thuyết pháp ở tại bến đò voi lửa đó, đồng đạo mới nói cho thầy ơi, đồng đạo mới ra đời mà được bà con giác ngộ đông như gì, mừng quá. Đức Thầy mới nói bây giờ bổn đạo thì đông vậy đó, sau này chở xuồng dông không có đầy. Tại mình đâu có làm y đâu đầy cô bác anh chị em. Những nãy giờ mình nói đó, có những cái mình làm không y rồi đó, phải không? Mà nếu mà chúng ta làm y thì mới được gặp Đức Thầy. Và cái điều thứ tư, Đức Thầy nói không có bàn chánh trị. Thứ năm, không có bàn thiên cơ thời cuộc. Nhưng mà bởi vì thời kỳ 4.0, có gì mở trên mạng coi, đồng đảo mình không chứ ai mà từ xưa đến nay rồi. Bàn thiên cơ thời cuộc, nói đời tới, nay tới, mốt tới, nhưng mà thật ra cái đời vô thường của mình tới đó mà mình không hay. Mà thật ra Đức Thầy nói là thiên cơ để dạ lão thời yên thân. Thiên cơ được lệnh nên ta nói, Phật Thánh phần ta dám bài trương. Mà mình đem ra mình nói đó thì lão là Đức Thầy đâu có yên thân. Mình nói không có rồi thì người ta mới nói ông Tư Hòa Hảo vậy, tín đồ thì nói vậy, nói cái chuyện không có mình cũng đem đi nói, người ta mới chê bai thầy mình, phải không? Mà làm cho người ngạo bán khinh chê, tội lâu ấy luật nào dung thứ. Người nói thiên cơ thời cuộc, nói chính trị là hai điều bất lợi, bất lợi cho đường tu. Nói chúng có lỗi, nói trật thì có tội. Hai điều tội lỗi mà để tu đi nói, để tội lỗi không đi cũng đi nói nữa. Chứ phải chi bây giờ nói mà có phước, phước ít. Nói chúng á thì phước nhiều, mà nó trật thì phước ít, thì thôi cũng ráng nói đi, phải không quý vị? Đó. Nhưng mà nói chúng thì có lỗi, mà nói trật thì có tội. Mà Đức Thầy nói lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng thưởng nhờ, đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày nay sấm sâu. Mình còn không biết, nay mai còn không biết, lát nữa mình không biết, mà nói thiên cơ là mái trời. Mà chính Đức Thầy đã khẳng định thiên cơ để dạ, hiểu biết để trong lòng, mình kinh nghiệm để mình, cuộc đời là khổ đau để mình tu khỏi luân hồi sanh tử. Chứ không phải đem ra nói để hù dọa người này, hù dọa người kia đi. Mà nếu không có rồi thì người ta khinh chê phỉ báng tôn giáo, khinh chê phỉ báng thành mê thầy mình, là cái điều này là thật sự là chúng ta có tội và có lỗi. Như vậy thì nếu ai còn bàn bạc
chánh trị thiên cơ thời cuộc mê tín dị đoan, thì xin thưa mình suy nghĩ và xét lại để làm sao trở thành một tín đồ ngoan đạo, một đời một đạo đến ngày chung thân, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rồi gặp ta. Và chúng ta còn làm y cái gì nữa cô bác anh chị em? Cái chỗ này đó nó cũng quan trọng vô cùng đó, mà trong làng đạo của mình cũng rất là khó làm nghe, cũng một số vậy đó. Quý vị đều biết rằng Phật giáo Hòa Hảo ngay trong đất nước Việt Nam trong cái thời kỳ đó có mấy chục tỉnh thành, nhưng mà tại sao không có nơi nào mà có danh từ Hòa Hảo, mà tại cái làng xã Hòa Hảo, cái làng Hòa Hảo mới có hai chữ Hòa Hảo à? Có phải rằng là ơn trên trời Phật Ngọc Đế đã định sẵn tại nơi cái làng Hòa Hảo có chữ Hòa Hảo đó, mà Đức Thầy ngài mà nói cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hậu thánh chọn người trung hiếu, phải không? Thương xót Nam Kỳ Lệ An Giang, trên ngài mới ra đời lâm phàm tại cái vùng thánh địa Hòa Hảo. Bây giờ đổi là thị trấn Phú Mỹ, nhưng mà tất cả các nơi cũng nói đi đâu? Nói về thánh địa Hòa Hảo, về làng Hòa Hảo, phải không? Mặc dầu có thay đổi nhưng mà cũng vẫn là danh từ Hòa Hảo. Như vậy thì danh từ Hòa Hảo, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện nay nếu làm y theo khuôn mẫu của Đức Thầy dạy, ai làm y hay cái chữ Hòa Hảo đó là thành ông Phật liền cô bác anh chị em. Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ, tương thân tất bất chiến, tương trợ tất bất thành. Có nghĩa là tương thân á, thì không, tương thân tương ái thì không có chiến tranh, mà tương trợ á, thì nó sẽ thành công. Nhưng mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện được hai cái chữ Hòa Hảo này là chúng ta thực hiện được tinh thần lục hòa của Phật dạy, thân hòa đồng trụ. Cũng như tất cả cô bác anh chị em, chẳng những nơi hậu trường này, tất cả những cái nơi hậu trường hoạt động đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta thực hiện được cái thân hòa đồng trụ. Quý cô bác anh chị em, suốt mười mấy năm nay chương trình ở đây quý vị mình có khi ngủ á, thì nó đầy đủ, mà có khi thì ngủ lại nó không có đầy đủ, ăn uống thì nó cũng không có cái gì mà nó vừa vặn bằng như ở nhà. Nhưng mà tất cả đồng đạo chúng ta phải cùng sống chung với nhau này, hòa đồng sống chung, có ai cãi giả không quý vị? Thì rõ ràng là chúng ta thực hiện được thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Ngay trong thực hiện cái chương trình này có ai mà cãi giả rồi chửi lộn mắng nhiếc rồi xiên xỏ nhau không? Ai đâu có, phải không? Khẩu hòa vô tranh là chúng ta thực hiện được hai điều của chữ hòa hảo rồi. Rồi ý hòa đồng diệt, nghĩa là ban trị sự được hình thành như thế này là nhờ đâu? Nhờ ý kiến của đồng đạo, các mạnh thường quân các nơi, chư quý đồng đạo cùng hợp nhau đưa ra cái ý kiến, cho nên điều thống nhất kẻ công người của mới thực hành được cái chương trình như thế này và cái ban trị sự như thế này. Ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, nó nêu ra ý kiến để cùng bàn giải với nhau để thực hiện làm sao cho tốt cái chương trình đạo sự ở nơi đây, phải không? Kiến hòa đồng giải. Rồi giới hòa đồng tu, đồng điều là giữ giới tám điều răn cấm của Đức Thầy, không có ai giàu nhiều ít tùy theo khả năng, chứ không ai mà nói với ai như thế nào. Giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, giàu ngon hay dở, nhiều hay ít, chia sẻ ngọt bùi để chúng ta thực hiện được chương trình. Như vậy rõ ràng là thân hòa đồng trụ, rồi khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, rồi lợi hòa đồng quân. Nếu ai thực hiện được lục hòa này thì chúng ta mới thực hiện được cái điều răn cấm thứ 8, thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà chính Đức Thầy đã khẳng định từ trên tới dưới thuận hòa, hai hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Nhưng mà cũng có một số ở trong làng đạo của mình, lớn thì bất hòa lớn, phải không? Vừa vừa bất hòa vừa vừa đó. Rồi nhỏ bất hòa nhỏ, mới tu thì bất hòa mới tu, mà tu lâu thì bất hòa theo tu lâu, người đi giảng đạo cũng bất hòa với nhau nữa. Là chúng ta không thực hiện theo cái khuôn mẫu Đức Thầy, mà Đức Thầy nói chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận mới chọn đường quy nguyên. Mà chúng ta không có nghe lời của Đức Thầy
Mà tại vì sao? Tại vì cái ngã của mình nó bự. Bởi Đức Thầy nói đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, mà ta thứ được người, người thứ ta. Mà cái người tu đó vì cái bản ngã bất hòa, thật sự quý vị chắc luân hồi nữa quá. Bởi vì Đức Phật nói đó, hữu ngã năng tu, vĩnh bất thành Phật. Vô ngã năng tu, giai đắc thành Phật. Có nghĩa là người tu mà nuôi cái bản ngã mà không có bỏ được đó, không có bỏ được chút nào đó, vĩnh viễn không có thành Phật. Người không tu các pháp mà loại trừ được cái bản ngã đều được thành Phật. Vì nghe nó thấy ham không có gì của bác anh chị em. Mà tại vì mình không hòa là tại cái ngã của mình cho là mình hay, mình hơn, mình giỏi. Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc, chớ lìa xa. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn luôn phải thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy là phải thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đùm bọc tha thứ với nhau, dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Quý vị đồng đạo nghe một cái đoạn này là tự mình biết mình có được kết quả tốt hay không. Người tín đồ nào hằng ngày dâng lời Phật dạy, gắng lo học hỏi, tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Phật thường gần gũi hơn đứa đã dạy nhiều lần chẳng chịu nghe theo. Thường cả tín đồ chăm lòng giữ gìn giới luật, cẩn thận trừ lời nói việc làm, đừng để người ta nhạo báng Phật hay chê bai thầy mình. Còn những kẻ tín đồ dối tu, chẳng dâng lời Phật dạy, chẳng giữ gìn giới luật, trên là Đức Phật, dưới là ông thầy cả ấy, lấy lòng từ bi mà nhận lấy sự trách cứ của kẻ ngoại đạo, chớ làm sao gần gũi ban phước huệ kẻ chẳng thành tín kia đặng. Hồi xưa đó có ông Điền Sơn Cốc. Ông Điền Sơn Cốc ông này đó, ở trong gia đình ông rất là giàu có, và ông có ba đứa con trai. Một là Điền Nhuận, hai là Điền Thuận, ba là Điền Nguyên. Nhưng mà ở trong gia đình ông đó có một cái áo là Ngũ Linh Châu, cùng gia tài vào cái áo Ngũ Linh Châu. Nó gọi là loại năm loại châu, nó rất là màu nhiệm. Cho nên ông mới nói các con ơi, bây giờ cha có dịp đi xa không biết chừng nào về, các con ở nhà ráng gìn giữ gia tài và một cái sự màu nhiệm của Ngũ Linh Châu. Các con hãy đùm bọc thương yêu đoàn kết với nhau để lo cho trong cuộc sống, chứ cái thời kỳ nhiễu nhương này nó xảy ra không biết bao nhiêu. Thì ổng đi, các con ở nhà sống một thời gian, nhưng mà do cái cạnh tranh của xã hội, vật chất kim tiền nó tăng cao, cho nên anh em tình nghĩa chia ly, của chia hết, chia làm ba. Cái áo Ngũ Linh Châu cắt cả làm ba. Mà áo mà cắt rồi thì đâu còn màu nhiệm nữa. Lúc này cắt vừa xong mà chia cái áo vừa rồi thì ông cha ông về. Đứa con cả nó, vợ thưa cha, con ở nhà con khuyên các em không có nghe. Nó cha biết hết rồi các con ơi. Nhưng mà mai thay đâu có được con dâu út là vợ của Điền Nguyên á. Nói dạ thưa cha, vậy thì con hôm nay cũng nhận cái lỗi với cha, không khuyên được chồng con. Vậy thì xin cha cho phép con mai giá cái áo này lại ba mảnh, giá lại. Được, con dâu nó giá, nó khâu lại thành ra cái màu nhiệm. Cái Ngũ Linh Châu nó gồm có là Tỵ Thủy Châu, Tỵ Quả Châu, Tỵ Phong Châu, Định Phong Châu, là Định Quang Châu. Có nghĩa là tất cả nước lửa khó khăn thế nào cũng nhờ những cái sự sáng suốt của cái hạt châu này mà đều được bình yên trong cái cuộc sống, trong cái thời kỳ đó. Cho nên mới gọi là Ngũ Linh Châu rất là màu nhiệm. Cho nên cái chỗ này chúng tôi muốn nói giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo của Đức Thầy, năm quyển sấm giảng này là Ngũ Linh Châu. Dầu cho bị nước lửa thế nào, văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng buồm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Mà nhờ cái người con út là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhỏ nhen âm thầm gán lo theo lời dạy Đức Thầy mà tu tập, không có háo thắng,
bị háo thắng diệt người không thấy rồi mãn lo, dèm xỉn nhiều lời. Là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, y theo lời dạy tông chỉ giáo lý, âm thầm mà ráng lo lập công bầu đức. Đó là đứa con út mới làm thành công, gia đình được sum họp và đạo lý được viên mãn. Thì đạo Phật giáo hòa hảo hôm nay được tròn đầy như thế này, khắp cả năm châu thế giới là người nhờ tín đồ Phật giáo hòa hảo thực hiện lời dạy của Đức Thầy, tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, báo đáp thứ ân dứt trừ nghiệp chướng, làm tất cả việc lành, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, nên hôm nay mới được tồn tại và phát triển như thế này, thưa cô bác anh chị em. Chứ không phải mà mình vỗ ngực xưng tên tôi là tín đồ Phật giáo hòa hảo mấy chục năm, mà thật ra mình không có đoàn kết, không có thương yêu, không có giúp đỡ, không thực hiện lời dạy của Đức Thầy, thì cả kêu lớn nhỏ hoài về trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân, thì chắc chắn đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta không được như ngày hôm nay. Phải không cậu bác anh chị em? Thôi bây giờ mình tới cái câu thứ hai đi. Thấy không? Giờ mình nói câu thứ nhất nãy giờ, nói câu thứ hai đi. Thưa với quý vị, bởi vì giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Tại vì sao mà Đức Thầy biểu mà cái lòng mình là cái tâm của chúng sanh, nó bị lục căn, nó nhiễm lục trần, nó bị thập tam ma, nó bị mười tâm sở, tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ và tà kiến đó. Cho nên từ đó mà lòng con người mình nó xáo trộn mãi à. Mà nếu xáo trộn rồi thì nó không có từ bi, mà từ bi đó là tâm Phật, nó từ phi là Phật tánh. Mà cái chương trình chúng ta hôm nay được thành công như thế này là nhờ đâu? Là nhờ tất cả quý cô bác anh chị em thấy được cái lòng mình xáo trộn nên mình mới giữ giới đó. Nhờ giữ giới nó mới có sanh định, phát khai trí huệ. Bởi vì ba đời quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật cũng là nhờ giữ giới. Bồ Tát Đông Như Di Trần cũng nhờ giữ giới mà thành đó. Mà Đức Thầy nói đó, gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Và người tu đó muốn về cảnh giới an lành cũng phải giữ giới, gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo là chúng ta cần phải có giữ giới. Bởi Đức Thầy ngày xưa trả lời cho một học giả ở Sài Gòn, tín đồ ông đông quá làm sao biết tín đồ, Đức Thầy nói người nào giữ tám điều răn cấm là tín đồ của tôi. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chúng ta hằng cố gắng lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, xem qua giới luật, điều nào chúng ta có vi phạm thì chúng ta phải trừ bỏ nó đi, giữ gìn giới luật. Nhờ có giữ gìn giới luật thì chúng ta mới tâm mình mới thanh tịnh được. Mà tâm mình không thanh tịnh đó quý cô bác chị em biết tại vì sao không? Tại có 13 con ma. 13 con ma đó nó ở trong cái lòng của mình nè, nó nhảy vô. Nam mô Di Đà Phật nó nhảy ra, mà ngưng niệm Phật nó nhảy vô. Nó nhảy ra rồi nhảy vô, nhảy ra nhảy vô, khi nó nhảy lưng tưng tùm lum trơn. 13 con ma. Mình nói theo của Đức Thầy đi à. 13 con ma đó, một á là thành kiến. Thấy ai mà tu nhiều á cũng ghét. Ai mà ngồi niệm Phật á 2-3 tiếng nó giỏi gì. Niệm Phật gì chứ không biết có thanh tịnh hay không. Mà mình ngồi có 20 phút ngồi không nổi. Phải không? Nó thành kiến. Mà ai mà giảng đạo giỏi á thì nó cũng tìm cách nó hạ bệ. Như vậy là rõ ràng là cái chỗ này là quý cô bác đi, nó thành kiến. Thành kiến nó cố chấp, nó mình là hơn hết. Tôi tu lâu mấy ông mới ăn dài hủ chao mà bằng tối đấu. Đó, thành kiến rồi cố chấp. Đó, cái gì của mình là hơn hết, của ai không bằng mình. Thành cố chấp, thói quen. Thói quen sự chần chờ. Cô bác anh chị em, thói quen chần chờ là gì? Thường khi đó, mình trở lại một chút mình ngủ quá. 4:30 thức được rồi nhưng mà nói mệt quá nằm ráng chút đi. 5:00 thức dậy cúng. Cái thói quen của mình là vậy đó, nó chần chờ, phải không? Nó là ma đó, nó chần chờ. Nó thành kiến cố chấp, thói quen sự chần chờ. Bây giờ nó nói thôi, ngày mai 28 đi niệm Phật, đi chương trình ủng hộ Phật Pháp. Nó công đức vô lượng lắm, cả tiếng kêu cộng khác chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cho thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành,
làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Nhưng mà nó nói, tèn ơi, ở nhà niệm Phật không được, sao mà đi đến đấy làm chi cho nó mệt mỏi. Đó, nó nói vậy đó. Đó, chần chờ đó. Thành ra quý vị xét coi, thành kiến cố chấp thói quen sự chần chờ, lòng ham muốn. Nó ham muốn thì tất cả những cái gì nó nhìn thấy đầu nó ham muốn, nó gồm hết cái gì nó ham muốn. Rồi tánh ích kỷ đó, mà người tu tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân, phải không? Nó còn ích kỷ vậy thì ai tu còn thành kiến cố chấp thói quen sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh ích kỷ, kiêu ngạo thì nói xa nói gần, nói đoan nói ghen đó. À, một tội nó nói chơi mà cười, hai người ngạo người trời Phật, ngạo người Diêm La đó. Đấy là thói quen sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh ích kỷ, kiêu ngạo, tật đố đó. Rồi dèm xỉm, nói xa nói gần, nói đâm bì thóc, thọc bì gạo, nói đầu này nói đầu kia, bắt chó nói mèo, bắt mèo nói ngựa, vân vân, quý vị mình đó. Lòng ham tánh ích kỷ, kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vua nịnh. Người tu mà mình đào chân thật, mình còn vua nịnh á, tư tâm tức là cái lòng cá nhân của mình muốn làm sao lợi mình mà không cần biết tác hại cho ai. Tư tâm, sự gây gổ mê đắm trong bể dục tình, nó làm cho náo loạn cõi lòng. Khi mà diệt được nó rồi thì trí huệ tất mở mang. Vậy thì 13 con ma này nó gắn liền, mà mình muốn loại trừ được 13 con ma này thì trước hết là chúng ta phải cố gắng để giữ giới, quý vị. Nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Mà vô minh bị diệt rồi thì trí huệ phát khai, lo gì mà chúng ta không về cái cảnh giới niết bàn tịch tỉnh là đường vô sanh. Trí huệ phát khai thì chắc chắn con đường về cảnh giới của Đức Phật chắc chắn như lấy đồ trong túi gì đó. Mà ông ba nói tu rã rề nhưng bánh khỏi nhai, đang bánh lọt có gì. Lúc này mình thanh tịnh rồi nhưng bánh lọt khỏi có nhai, nó lọt tót vô trơn là thành tựu viên mãn đó. Có anh chị em, là do trong cái lòng con người mình cứ mình nuôi dưỡng 13 con ma này hoài. Bởi ngày nào chúng ta học thuộc cái 13 con ma này đi, mà nó vừa khởi lên là mình biết thì nó hen, mày hen. Đó, thì mình liền nó ra. Nước trong đựng lại một bồn, còn đồ cặn cáo tích tồn đổ đi. Nếu được như vậy, người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn lúc nào chúng ta cũng canh cánh bên lòng nhớ rằng chúng ta đã quy y với Tam Bảo. Mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, mười phương chư Tăng. Nay con nguyện cởi ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày. Mấy ngày là ngày nào? Đức Thầy trả lời với đồng đạo cống số 5 gạch giá, mình nguyện tu theo cái ngày thần, là hiền thần sách sử nêu ghi, miễu son tạc để tu mi trung thần, phước nhiều tiên cảnh lên rài, hay là ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Đó, mình tu theo đó, ông thần đó đó, ông tiên đó đó, rồi thành ông thánh đó. Thánh là bậc thinh văn, là tu đà hoàng, tư đà hàm, a đà hàm, a đà hán, có nghĩa là trong tứ quả thánh mà cư trần bất nhiễm. Mình thấy mình còn nhiễm cái gì là phàm, mà mình dứt được nhiễm cái nào là chúng ta bước dần qua cửa thánh. Cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Còn mình theo Phật, theo ngài Phật là luôn luôn lúc nào cái lòng mình phải từ bi hỷ xả, tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo có bì tánh thiện. Và người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn muốn cho tâm an định và chuyển hóa được lòng mình, chúng phải giữ giới, còn ăn chay nữa. Cái khuôn Phật giáo hòa hảo ăn chay 4 ngày, từ 4 ngày đến 6 ngày, và đến ăn chay tam nguyên và ăn chay trường. Bởi vì ăn chay đó là nuôi dưỡng được lòng từ bi, ăn chay đó là tránh được nghiệp luân hồi sanh tử, ăn chay tức là không còn gây cái nghiệp chiến tranh đánh giết lẫn nhau. Ăn chay để chuyển hóa từ cái tâm nhân ngã sân hận, trở về được cái tâm từ bi, khoan dung, thương yêu, tha thứ và giúp đỡ. Cho nên cái khuôn của Phật giáo hòa hảo, đừng ai nói rằng tôi không ăn chay giống như ăn chay, không thay được người Phật giáo hòa hảo. Đó. Do vậy, việc ăn chay nó lợi ích rất là lớn. Một chú tiểu này khi trở về nhà cứu được cái ổ kiến thôi, trở về chùa
là nó chuyển hóa chết yểu, nó trở thành là trường thọ 80 tuổi, sau 80 tuổi chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy thì cái khuôn của Phật giáo Hòa Hảo, nghi thức thờ phượng phải đúng theo cái nghi thức Phật giáo Hòa Hảo, và cúng lại, ăn chay, niệm Phật và làm lành. Làm lành là phải diệt thập ác, hành thập thiện, làm lành. Và đồng thời chúng ta một lòng đối với Đức Thầy, trung thành với giáo lý, trung thành với Đức Thầy, và những gì mà Đức Thầy không cho thì chúng ta đừng làm, và chúng ta cố gắng thực hiện được những gì đã chỉ dạy, thì tin tưởng rằng con đường trở về quê hương của chúng ta chắc chắn là gần, không có xa lắm. Vậy để kết luận cho cái buổi gặp gỡ này, chúng tôi sẽ ngâm lại một đoạn trong cái bài Thu Đã Cuối để nhằm kết luận. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng trẻ thao biết đoạn biết kết, phi xác phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đau an, lòng đặng sông thuyền ra cơ vớt nghi sanh linh, biển cho ba tánh dẹn mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đau tàn. Cuối nhờ nước má mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng, chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bẩn nhơ, để ma bệnh theo hờ ben gót, thần vết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình cốt xương, nỡ đâu lại dày bừa đồng loại cung gốc ngài thượng đế xuống trần, quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá hiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cánh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề, khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, tu cho kẻ bảo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửa quyền chờ trong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tương đối khoảng 2 giờ đồng hồ chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị, và được cô bác anh chị em ủng hộ xuyên suốt trong cái thời gian này, thì chúng tôi không biết đáp lại cái tấm thành tình quý vị như thế nào, mà chỉ biết nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy và chư vị Bồ Tát Long Thiên hộ pháp gia hộ cho tất cả chư quý vị bắt đầu bước thềm năm mới được vạn sự lành, và tinh tấn tu hành cho đến ngày diện kiến Đức Thầy và có mặt trong Long Hoa Đại Hội được giảng sanh cực lạc. Chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông giáo lý viên Quỳnh Văn Đực đã cống hiến một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Và tiếp theo chương trình đến phần
đáp từ của ban tổ chức. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Trọng Tính là phó ban tổ chức chương trình đến đọc đáp từ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách và toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, kính thưa quý vị, hơn một giờ đồng hồ quý vị đã ủng hộ buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Đến giờ phút này đã hoàn thành chương trình thuyết giảng. Vẫn biết thời gian là quý báu, phải bận quá nhiều công việc của một cư sĩ tại gia, nhưng quý vị đã gác lại mọi việc riêng tư đến đây để ủng hộ, góp phần cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được thành công viên mãn. Hơn thế nữa, việc tập hợp nhau hành thiện chi kinh như thế này cũng là dịp để cho đồng đạo chúng ta có dịp giao lưu, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, cùng dìu dắt nhau tinh tấn trên con đường tu tập. Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa trận chọn đường quy nguyên, để mỗi đồng đạo chúng ta góp phần vào công cuộc hoằng dương chánh pháp, và nhất là chương trình đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương đề ra là vì đạo pháp, vì dân tộc. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin ngỏ lời tri ân nồng hậu đến toàn thể chư quý liệt vị. Xin cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của quý vị chính quyền địa phương. Xin cảm ơn giáo lý viên Bình Văn Đực đã cống hiến buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Chúng tôi cũng không quên trân trọng công lao khó nhọc tận tình của các đặc ban như âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, tiếp tân, chủ phòng, trật tự, tiếp đãi, các mạnh thường quân, quý vị đồng đạo dốc hết lòng vì đạo pháp, đóng góp công sức để hình thành chương trình được thành công viên mãn như hôm nay. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương, oai linh đức thầy từ bi gia hộ cho tất cả chư vị được bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả sớm viên thành. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin thành thật cảm ơn ông Quỳnh Trọng Tính đã đáp từ của ban tổ chức. Và để tiếp theo chương trình đến phần nghi thức bế mạc, vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính thôi kính lễ Đức Thầy, kính thôi. Yeah.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.